Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 497. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Cự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 28 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem phần thứ 19, Trường Hàng Thần Kim Cang, bắt đầu từ câu thứ nhất. Phục thứ diệu sắc Na Lai Viên Chấp Kim Cang Thần, đắc kiến Như Lai thị hiện vô biên sắc tướng thân giải thoát môn. Ở phần trước giới thiệu qua với các vị, Chấp Kim Cang Thần chính là thần hộ pháp mà trong Phật pháp thường giảng. Trên tay cầm chày báo kim cang, ngài đại biểu cho trí tuệ bát nhã. Ở trong Đại Thừa Giáo, đặc biệt là ở Trung Hoa, Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật quả thật là nhà nhà đều biết. Người đọc tụng bộ kinh điển này rất nhiều, cho dù không phải người theo Phật giáo cũng hoan hỷ đọc bộ kinh văn này. Đề một kinh văn dùng là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Kim Cang là tỷ dụ. Ở trong chất khoáng vật, kim cang là cứng nhất. Ngày nay chúng ta gọi là đá kim cương, gọi nó là báu vật. Nó có thể phá hoại mọi vật chất, nhưng mọi vật chất không thể phá hoại nó. Dùng nó để tỉ dụ trí tuệ bát nhã, hay nói cách khác, chỉ cần có đủ trí tuệ bát nhã, nghi nan tạp chứng như thế nào của thế xuất thế gian đều có thể hóa giải, đều có thể giải quyết. Phật dùng trí tuệ kim cang, kim cang là tỷ dụ, dùng loại trí tuệ rốt ráo viên mãn này hướng dẫn chúng sanh, hướng lành lánh dữ thế nào, tai tiêu phước đến ra sao. Chúng ta không chỉ là một đời này, đời tới kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi sống trong thế giới trí tuệ hạnh phúc mỹ mãn. Nó lấy ý nghĩa này. Những vị thần hộ pháp này rốt cuộc có hay không? Có.
Nói thực tại, trong chấp kim cang thần rất nhiều vị là do Phật Bồ Tát thị hiện, thì không phải thường nói nhất Phật xuất thế, thiên Phật ủng hộ hay sao? Ai có thể hộ trì Phật Pháp? Duy có Phật với Pháp Thân Bồ Tát. Phàm phu không thể hộ trì, phàm phu phiền não chưa đoạn, thường xuyên phát tâm là hộ trì Phật Pháp, nhưng trên thực tế thường hay chướng ngại Phật Pháp. Hiện tượng này từ xưa đến nay có chứ? Cần chúng sanh có phước báo thật sự mới có thể cảm được Phật Bồ Tát đến hiện thân phận hộ pháp. Phật Pháp mới có thể được chấn hưng lớn mạnh trên thế gian. Tại sao Phật ở trong kinh thường hay nói công đức của hộ pháp vượt hơn hoằng pháp? Hộ pháp không phải điều phàm nhân có thể làm được. Phàm nhân quả thật là chướng ngại Phật Pháp. Đã là chư Phật Bồ Tát hóa thân thị hiện thì đương nhiên giống như đóng kịch vậy, Ngài diễn rất thực, Ngài biểu diễn rất giống, quả thật là một bậc đại hộ pháp. Chư Phật Như Lai, tất cả Bồ Tát có vị nào không phát tâm hộ pháp? Cho nên đời đời kiếp kiếp thân cận chư Phật, cúng dường Như Lai, thành thuộc chúng sanh. Đó là chức trách của thân phận địa vị các ngài. Chúng ta biết thì phải nên học tập. Tuần thứ nhất là diệu sắc Na La Diên chấp kim cang thần. Diệu sắc từ sắc tướng, vị đại hộ pháp chấp kim cang thần này phước tuệ trang nghiêm, sắc tướng của Ngài đương nhiên đẹp, có trí tuệ, trí tuệ viên mãn, phước đức viên mãn. Có trí không có phước không thể hộ pháp, có phước không có tuệ cũng không thể hộ pháp. Cho nên hộ pháp cần phải trọn đủ phước tuệ. Chư Phật Như Lai phước tuệ viên mãn, Ngài đến hộ pháp. Hộ pháp đông lắm, một tôn Phật xuất thế, ngàn tôn Phật thị hiện đến hộ trì. Ở chỗ này chúng ta cũng có thể thể hội được giữa Phật với Phật, các ngài là hài hòa biết bao, hợp tác biết bao, phối hợp không chê vào đâu được. Tại sao? Vì các ngài chỉ có một mục tiêu, mục tiêu chung là giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trong chính pháp giới.
đích thực chỉ có một mục tiêu này, không có bản thân. Cho nên hợp tác không gián đoạn. Phàm phu hộ pháp vì sao không làm được? Phàm phu có bản thân, phàm phu có tư tâm, phàm phu có ham muốn riêng. Dục niệm này mỗi người riêng khác nhau, tự nhiên sẽ nảy sinh mối quan hệ lợi hại được mất. Cho nên ở trong tình trạng có lợi thì có thể bàn hợp tác, khi không có lợi thì sự hợp tác này rất khó. Không bằng Phật Bồ Tát, Pháp Thân Bồ Tát, không có bản thân, biết hư không pháp giới, chúng sanh sát độ là bản thân. Cho nên các ngài có thể hợp tác khăng khít. Đạo lý nằm ở đây. Giác ngộ thật sự rồi, hiện bày ra diệu sắc phước trí. Na La Diên là tiếng Phạn. Có nghĩa là kiên cố, bất hoại. Chúng ta thường nói thân kim cang bất hoại. Dùng nó để tỷ dụ bát nhã. Trí tuệ bát nhã vốn đủ trong tự tánh. Trí tuệ chân thật. Chắc kim cang thần trên tay đã là cầm vũ khí rồi. Có thể thấy ngài hộ trì đối với Phật Pháp, nhất định là có đủ cả ân lẫn uy. Đối với người hòa thiện, thiện nhân, ngài ôn hòa. Đối với ác nhân, ngài tỏ ra uy mạnh. Ngài hiện nhiều loại tướng. Pháp môn mà ngài đắc là kiến Như Lai thị hiện vô biên sắc tướng thân. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói kiến Như Lai thân phổ hiện phi biệt, khải duy phàm hiện chi xứ, tức vô biên tướng. Diệt tùy nhất nhất sắc tướng, giai vô hữu biên. Đó không phải là điều người bình thường có thể thấy được. Kinh văn nói đến chỗ này, đương nhiên là lộ một chút tin tức. Chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa thường hay đọc được. Không những là chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, chưa đến hạng thanh văn duyên giác, thấy đều là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Nên dùng thân nào đắc độ thì ngài hiện thân nấy.
thân được hiện, diệu sắc của thân ấy. Phàm phu của chúng ta nói thực tại sơ ý lơ là, không nhìn ra. Bất luận là hiện thân như thế nào, bạn quan sát kỹ đều là diệu sắc cả. Vì sao? Vì được hiện bởi phước tuệ viên mãn. Hiện thân người đấy, hiện thân một người ăn mày nghèo cùng, nếu bạn kỹ lưỡng mà quan sát, bạn cũng có thể thấy phước tuệ diệu nghiêm của họ. Phật Bồ Tát độ súc sanh hiện thân súc sanh, Phật Bồ Tát độ ngạ quỷ hiện thân ngạ quỷ, Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong nẻo ngạ quỷ là tiêu diện đại sĩ. Các vị thấy khi phóng diệm khẩu, đối mặt diệm khẩu đài, thông thường dán giấy hình một quỷ vương, mặt xanh răng nanh, ấy là Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân ở trong quỷ đạo. Không điều gì không phải là diệu sắc. Thanh Lương Đại Sư đã chỉ điểm ra cho chúng ta càng sâu một bậc nữa. Bất kỳ một tướng nào từ trong tướng hảo của Ngài, bạn đều có thể quan sát được, không có ngàn mẹ. Như Lai thị hiện vô biên sắc tướng thân, hiện thân là gì? Độ chúng sanh. Thân là gì? Thân là kết tinh của trí tuệ phước đức. Sau đó chúng ta mới hiểu được chư Phật Bồ Tát dùng điều gì để cứu độ chúng sanh chính pháp giới. Phước tuệ trong diệu sắc hiển thị ra phước tuệ trang nghiêm. Chúng ta học Phật học điều gì? Cầu phước cầu tuệ, không yêu cầu gì khác. Quá khứ lão pháp sư Duyên Anh giảng đài của Ngài gọi là Tam Cầu Đường, tôi đã đi tham quan. Chính Ngài viết câu đối rằng: cầu phước, cầu tuệ, cầu sanh tịnh độ. Tam cầu đường. Cầu tuệ không có vấn đề, cầu phước e bạn có hiểu lầm. Có phải là cầu phước báo của nhân thiên không? Cầu như vậy, nếu mà bạn không có trí tuệ chân thật thì rất dễ bị đọa lạc. Các cầu phước cần thế nào? Không đắm tướng, ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp, ấy là phước báo chân chánh. Phước báo không có ngàn mẹ. Tu phước đắm tướng, phước đức này nhỏ. Tu phước lìa tướng, phước đức ấy là tận hư không biến pháp giới. Phước nhất định tương ứng với tuệ. Phước tuệ là một chẳng phải hai, điều đó không có vấn đề. Phước tuệ song tu, định tuệ đẳng vận đều là nói đạo lý này. Chúng ta bây giờ xem vị thứ hai. Nhật luân tốc tật tràng, chấp kim can thận,
đắc Phật thân nhất nhất mau như nhật luân, hiện chủng chủng quang minh dân giải thoát môn. Đức hiệu của hộ pháp là nhật luân tốc tật tràng. Các vị nghĩ xem nó đại biểu ý nghĩa gì? Nhật luân đại biểu trí tuệ, tràng đại biểu phước đức. Luân có tướng đẩy lăn, có tướng chuyển động, có tướng tinh tấn không lười. Tốc tật là nhanh chóng. Ý nghĩa trong danh hiệu này thì chúng ta có thể thể hội Bồ Tát cần dùng đại trí tuệ, đại phước đức giúp đỡ nhanh chóng tất cả chúng sanh khổ nạn. Hy vọng tất cả chúng sanh sớm ngày thành Phật, làm dây dưa thời gian chúng sanh thành Phật. Một ngày dây dưa một tiếng, dây dưa một phút một giây đều là lỗi lầm. Phật là tâm ấy, Phật là nguyện ấy. Ai có thể giúp đỡ tâm nguyện của Phật viên mãn? Những hộ pháp này đặc biệt là chỉ chấp kim cang thần. Nguyện tâm của các ngài không hai không khác với Phật. Thúc tiến chánh pháp cửu trụ, thúc tiến chánh pháp lưu thông, lưu thông mười phương, lưu thông ba đời. Pháp môn mà ngài đã tu học là Phật thân nhất nhất mau như nhật luân. Lông là nhỏ nhất trong chánh báo, lông mau. Đó là một phần trong tướng được Phật hiện. Bạn quan sát kỹ lưỡng lông mau trên thân Phật, trong một sợi lông cũng sung mãn trí tuệ phước đức viên mãn, giống như nhật luân vậy. Hiện chủng chủng quang minh dân, chúng ta thường hay ở trong kinh nhìn thấy lỗ chân lông của Phật tỏa sáng, quang trung quá Phật. Phật dị chúng sanh, diễn thuyết diệu pháp. Câu như vậy chúng ta ở trong kinh Đại Thừa thấy được rất nhiều. Mặc dù nhìn thấy rất nhiều, nói lão thật là
chúng ta không tài nào lý giải nổi. Không thể lý giải là điều đương nhiên. Vì sao? Đó là cảnh giới minh tâm kiến tánh, chứ không phải cảnh giới phàm phu. Phàm phu sao có thể nhìn ra chứ? Trong kinh thường giảng, chư Phật Như Lai ở trong đầu sợi lông chuyển đại pháp luân, ấy là nói mở pháp hội lớn giảng kinh thuyết pháp. Thì giống như Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật trong 2 lần 7 ngày ở trong định giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Bạn xem người đến nghe kinh đông dày đây, đích thực là thính chúng vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Ở trong bộ kinh này, đó là lược thuyết, tổng cộng có hơn 170 đoàn thể. Mỗi một đoàn thể đều nêu ra 10 vị thượng thủ, có khi có 11 vị thượng thủ làm đại biểu. Mỗi một vị thượng thủ thì số người được họ đại biểu đều là vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Cảnh giới Hoa Nghiêm mở hội ở đâu? Ở đầu sợi lông. Đầu sợi lông không phóng to, hội trường không thu nhỏ. Đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phàm phu chúng ta nghĩ hoài chẳng hiểu, nghĩ sao cũng nghĩ không ra. Khi nào không nghĩ gì hết cả cảnh giới này thì bạn sẽ nhìn thấy. Tại sao? Vì bạn nghĩ là xa vào trong ý thức, nhưng đó không phải là cảnh giới của ý thức, đó là cảnh giới của pháp tánh. Một lỗ chân lông là tướng phần của pháp tánh, một thân thể cũng là tướng phần của pháp tánh. Chúng sanh cõi đất hư không pháp giới cũng là tướng phần của tự tánh. Thể là tự tánh, tánh không có lớn nhỏ. Đã là xứng tánh rồi, nó là bình đẳng. Chúng ta đi tham từ những đạo lý này, có lẽ có thể lãnh hội được một hai. Phật pháp, bất luận là pháp môn nào, bất luận là học tông phái nào, mục tiêu đều đặt vào minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh không phải là chuyên lợi của thiền tông. Ở trong tông phái khác có lẽ là danh từ khác nhau. Trong Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Tông không nói minh tâm kiến tánh, Tịnh Độ nói lý nhất tâm bất loạn. Các vị phải minh bạch lý nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh trong thiền gia. Trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Đại khai viên giải chính là minh tâm kiến tánh. Danh từ khác nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Đó là điều chúng ta nhất định phải làm rõ ràng. Sau đó bạn mới hiểu được pháp môn bình đẳng, vô hữu cao hạ.
hiểu được những lý sự này. Chúng ta đối với những pháp môn khác nhau tuyệt đối sẽ không xem khinh nó, tuyệt đối sẽ không dè biểu nó, nhất định là sẽ tôn trọng. Thật sự là tôn trọng lẫn nhau. Vậy mới là nguyên lý chân chánh của lục hòa kính. Phật có thể chung sống hòa mục với tất cả chúng sanh chính pháp giới, đối đãi bình đẳng. Đạo lý ở ngay đây. Lỗ chân lông của Phật như vậy, lông mao của chúng ta có phải như vậy không? Nói với các vị, hà không nghe Phật ở trong kinh thường nói sanh Phật bình đẳng sao? Phật thân nhất nhất mau như nhật luân hiện, chủng chủng quang minh dân. Lông trên thân chúng ta có hiện không? Lông hiện trên thân súc sanh có hiện không? Đều hiện. Pháp thân Bồ Tát thấy được. Chúng ta không thấy được. Tại sao không thấy được? Mê mất tự tánh. Trí tuệ, đức năng, tướng hảo vốn đủ trong tự tánh. Đó là nói từ tướng hảo. Hết thảy không thấy được. Khi chúng ta đọc những kinh này, ở trong đó phải kiến lập tín tâm. Vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo được nói trong kinh Hoa Nghiêm là tự tánh chúng ta vốn dĩ trọn đủ. Vô cùng đáng tiếc là chúng ta ngày nay mê mất rồi. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi giúp đỡ chúng ta khôi phục. Ý nghĩa của chữ dân phần trước nói rất nhiều. Nó là biểu pháp, nói với chúng ta tất cả thiện pháp phi hữu phi vô. Bạn không thể nói vô nó có tướng, bạn cũng không thể nói nó hữu. Tuy có tướng nhưng tướng ấy là hư ảo. Tướng này nói thực tại là rỗng lặng. Thì mới tương ứng với tự tánh. Hiện tượng của nhất chân pháp giới như vậy, hiện tượng của mười pháp giới cũng như vậy. Không gì khác nhau. Phàm phu có khuyết điểm, cho ảo tướng này là thật, cho rằng nó có thật, ở trong đó khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đâu biết cả ba thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước đều rỗng suông. Bạn cho rằng bạn có thể đạt được thật sao? Không thể nào. Chúng tôi ở trong nhiều buổi giảng thường làm tỉ dụ. Về đêm bạn ngủ, ngủ say, người ta ôm thân thể bạn đem đi, bạn không biết. Rất nhiều người đến chết mới biết cuộc đời chỉ như một giấc mộng. Mỗi ngày họ đi ngủ buổi đêm, không phải mỗi ngày chết một lần về đêm ư? Người chết chính là
nằm ngủ không dậy nữa, không tỉnh lại được nữa. Khi chúng ta ngủ rồi không tỉnh lại thì có khác gì với người chết đâu. Dạng nào mới là bạn chứ? Ngay cả thân thể cũng không phải. Ngày ngày phải giác ngộ, luôn luôn phải giác ngộ. Những điều gì là chân thật đây? Vì tất cả chúng sanh phục vụ là chân thật, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, chuyện này là chân thật. Chư Phật Bồ Tát hiện thân thuyết pháp là vì điều này. Chỉ có một điều này là chân thật, những cái khác đều không phải là chân thật. Chúng ta phải nhận rõ, phải giác ngộ, phải phát tâm học tập. Quý vị xem, trong nhất nhất mau đều sung mãn phước tuệ, huống gì toàn thân. Đây chính là trong kinh luận Đức Thế Tôn lại vì chúng ta nói: thọ trì độc tụng, vị nhân diễn thuyết nữa. Đó là biểu diễn. Mọi lúc mọi nơi, hình tượng của chúng ta, cử chỉ của chúng ta sung mãn phước tuệ chân thật, đó chính là lợi ích chúng sanh, lợi ích chúng sanh của chính pháp giới. Phải thực hành. Vị thứ ba, tu di hoa quang chấp kim cang thần, đắc hóa hiện vô lượng thân, đại thần biến giải thoát môn. Vì phần trước là nói hình tướng của thân chúng ta, bất luận là đại tướng, đại tướng này là toàn thân, tế tướng là một sợi lông, một tế bào của thân thể chúng ta, đó là nói tế tướng, đều là hiển thị trí tuệ phước đức vô lượng vô biên. Tu di hoa quang chấp kim cang thần, pháp môn mà Ngài đã tu học là phương tiện thiện xảo vô lượng vô biên mà trong kinh chúng ta thường hay giảng. Hóa hiện vô lượng thân, đại thần biến. Vô lượng thân là ứng cơ thuyết pháp, nên dùng thân nào đắc độ thì hiện thân nấy. Vô lượng thân hiện thân chính pháp giới. Đại thần biến, thân là vì chúng sanh hóa hiện, chứ không phải vì mình. Ý nghĩa này rất sâu, chúng ta phải cẩn thận mà thể hội. Vì mình thì có khổ thọ, ba khổ tám khổ có đắc thọ. Vì chúng sanh không có mình, ba khổ tám khổ hết thảy không liên can với bạn.
Có khi dường như cũng có hiện tượng này, nhưng ấy là biểu diễn, ấy là đóng kịch. Biểu diễn cho chúng sanh thấy, chứ không phải là thật. Thật sự là gì? Thật sự là như như bất động, trọn khắp pháp giới, ấy là thật. Điều này chúng ta phải hiểu được, phải hiểu. Đại thần biến, đại là hình dung, là tán thán. Ngài có thể sử dụng một hóa thân rất viên mãn. Thần tượng quá hiện, từ thân tướng này biểu diễn ra nhiều loại xảo phương tiện khác nhau. Ứng cơ thi giáo, chúng sanh là căn cơ như thế nào thì Ngài dùng phương pháp thế này để dạy học. Thần hóa hiện không phải là nhất thành bất biến. Những chuyện này chúng ta có thể từ cuộc đời mà Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện 80 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật 80 tuổi diệt độ. Chúng ta nên quan sát kỹ lưỡng, quan sát đời sống của Ngài, quan sát dạy học của Ngài, quan sát Ngài tiếp dẫn chúng sanh. Đối tượng tiếp dẫn thì mắt thịt chúng ta có thể nhìn thấy. Trên là quốc vương đại thần, dưới là dân buôn kẻ đi lính, bần cùng hạ tiện. Đức Thế Tôn hóa hiện 80 năm là một thân trong vô lượng thân. Chúng ta ở trong 80 năm thấy đại thần biến của Ngài. Chúng ta học tập ở chỗ này. Một nguyên tắc, một cương lĩnh quan trọng nhất trong học tập ấy chính là niệm niệm vì chúng sanh, hành hành vì chúng sanh. Trong kinh thường hay nói đại y dương để làm tỷ dụ. Chúng sanh giống như là bệnh nhân, Phật Bồ Tát thị hiện giống như bác sĩ. Bác sĩ đối với bệnh nhân của chính pháp giới đều là đối tượng giúp đỡ của Ngài. Bạn phải hiểu được chúng sanh mắc bệnh gì. Lại nói với các vị,
Bạn phải hiểu rõ gia đình ngày nay mắc bệnh gì, xã hội mắc loại bệnh gì, mỗi ngành mỗi nghề mắc loại bệnh gì, quốc gia đang có bệnh gì, thế giới mắc cơn bệnh gì, bạn đều phải thấu triệt liễu giải, bạn mới có thể giúp đỡ họ. Đơn kê của bạn cho thuốc đúng chứng, thuốc đến bệnh khỏi. Đó đều là chuyện thuộc về trong đại thần biến. Là điều người tu học đại thừa giáo chúng ta không thể không biết, không thể không học tập. Đại thừa là lấy việc lợi sanh làm đầu, hy sinh sanh mạng của mình cũng không có gì tiếc rẻ. Chỉ cần có lợi ích chân thật đối với chúng sanh thì không kiểu nào không buông xuống, không kiểu nào không thể xả. Mới có thể học được biến hiện của Phật. Tùng thứ tư, thanh tịnh dân âm, chấp kim can thận, đắc vô biên tùy loại âm giải thoát môn. Đây là thuyết pháp. Nhìn từ bề ngoài kinh văn, chúng ta có thể nói tôn thần hộ pháp này là nhà ngôn ngữ học, ngài có phần thiên phú này, hiểu được các loại ngôn ngữ, nói xác thực cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta biết thế gian có tai nạn rất nhiều rất nhiều, đều là nảy sinh bởi hiểu lầm. Nguyên nhân thật sự của hiểu lầm là đi ra từ ngôn ngữ chẳng thông. Trong xã hội hiện giờ chúng ta rất lưu hành câu thông. Công cụ quan trọng nhất của câu thông chính là ngôn ngữ. Các vị đồng tu đều biết Phật Pháp Đại Thừa tại Trung Hoa thế hệ tứ chúng đệ tử Phật của Trung Hoa sơ xuất về ngôn ngữ của thế giới, cho nên không thể đem lời dạy của Phật Đà giới thiệu cho tất cả đại chúng toàn thế giới. Cho dù chúng ta ngày nay cầm được kinh Vệ Tinh, đó là nói giả thiết thôi.
chúng ta còn có chướng ngại về ngôn ngữ. Chúng ta giảng là bằng tiếng phổ thông Trung Hoa, hay nói cách khác, trên toàn thế giới có thể thu về nghe chỉ giới hạn ở kiều dân của Trung Hoa. Nhân dân bản địa vì cách ngăn ngôn ngữ nên không thu được lợi ích. Bồ Tát ở đây nhắc nhở chúng ta, người phiên dịch mới quan trọng. Chúng ta ngày nay không thể nào làm được giống như Phật. Phật dĩ nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Phật có năng lực này, chúng sanh vẫn cần có phước báo này. Phật là vạn đức vạn năng, tại sao bây giờ Phật không hiện tiền, chúng sanh không có phước? Phật sẽ đi đến thế gian này, chúng ta là giúp đỡ Phật để làm công phu dự bị. Công phu dự bị làm thế nào? Khuyên nhủ chúng sanh đoạn ác tu thiện, tích công lụy đức. Đó chính là hoan nghênh chư Phật Bồ Tát ứng hóa đến nơi này, chúng ta làm công tác chuẩn bị dự trước. Công tác chuẩn bị này làm không tốt, chư Phật Bồ Tát không đến ứng hóa. Không phải Ngài không từ bi, mà điều kiện của chúng ta không đủ. Cho nên nói chúng ta thay Phật Bồ Tát làm công tác dự bị, tiền trạm trước. Ngày nay chuyện rất quan trọng, đó chính là phiên dịch. Hệ thống ngôn ngữ trên toàn thế giới, dân số sử dụng ngôn ngữ Trung Hoa không ít, có 1 tỷ mấy. Ngoài ra trên thế giới, ngôn ngữ sử dụng đại đa số là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha. Nếu có 3 loại ngôn ngữ này, đại khái thì có thể thông hành toàn thế giới. Phạm vi sử dụng những ngôn ngữ khác, dẫu sao cũng là thiểu số. Chúng ta phải xem trọng công tác phiên dịch kinh điển. Đương nhiên dịch kinh không phải là chuyện dễ dàng. Giảng viện của chúng tôi có thể phiên dịch, đây không phải là kinh, rời khỏi kinh văn, đem từng điều trọng điểm được chúng tôi giảng phiên dịch ra. Điều này khá giản tiện, dễ dàng hơn, giúp đỡ đồng học sơ học toàn thế giới. Lại xem vị tiếp theo, vị thứ 5, Diệu Tí Thiên Chủ Chấp Kim Cang Thần Đắc Hiện Di Nhất Thiết Thế Gian Chủ Khai Ngộ Chúng Sanh Giải Thoát Môn. Vị Chấp Kim Cang Thần này là Đại Hộ Pháp, Ngài là dùng thân phận Thiên Chủ, chúng ta nói là Thiên Dương. Quả thật như Đao Lợi Thiên Chủ, Dạ Ma Thiên Chủ, Đâu Suất Thiên Chủ bây giờ, trong đó quả thật là rất nhiều vị là do Phật Bồ Tát ứng hóa. Đó là nêu một ví dụ.
Diệu Tý. Trong danh hiệu đủ phước tuệ viên mãn, Ngài thị hiện làm Nhất Thiết Thế Gian Chủ. Nói Nhất Thiết Thế Gian Chủ, nếu chúng ta có thể thể hội được, chỉ cần người lãnh đạo trong một đoàn thể tại thế gian đều gọi là thế gian chủ. Nhỏ nhất là một gia đình, gia trưởng. Trong gia đình này họ quản gia, họ nói rồi giữ lời, họ là chủ của một nhà. Một đoàn thể như công thương nghiệp, họ tổ chức một công ty, người lãnh đạo trong công ty là chủ trong công ty. Singapore gọi là chủ tịch, Đài Loan gọi là Đổng Sự Trưởng. Ý nghĩa của chủ tịch hay hơn Đổng Sự Trưởng. Ở ngoại quốc xưng là tổng tài, đều là thế gian chủ. Trong thế gian chủ có lớn có nhỏ. Lớn nhất trong thế gian chủ, thế giới Sa Bà chúng ta, là Ma Hê Thủ La Thiên Dương. Đó là thế gian chủ trong thế giới Sa Bà. Nhỏ một chút dưới sau Ngài là Tứ Thiền Thiên Dương, Lục Dục Thiên Dương mà chúng ta thường nói. Từng thứ này thấp hơn, lại thấp nữa là thấp đến nhân gian chúng ta. Nhân gian lấy địa cầu chúng ta, trên địa cầu bây giờ có hơn 100 quốc gia. Mỗi quốc gia hoặc là tổng thống, hoặc giả xưng là chủ tịch, hoặc giả xưng là quốc vương, hoặc giả xưng là hoàng đế, đó cũng là thế gian chủ. Dưới quốc gia tổ chức hành chính, như Trung Hoa thì có tỉnh, có huyện, có thị. Tỉnh trưởng, huyện trưởng, thị trưởng, cho đến cả hương trưởng, trấn trưởng, lý trưởng, đều là thế gian chủ. Cho nên phạm vi của thế gian chủ rất lớn, rất lớn. Họ dùng thân phận này để hộ pháp. Đương nhiên có phương tiện của họ giúp đỡ Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, khai ngộ chúng sanh. Đó là Bồ Tát thị hiện, chứ không phải phàm phu. Tại sao? Vì Ngài không phải làm danh văn lợi dưỡng. Chí của Ngài không nằm ở đây. Chí của Ngài là giúp đỡ chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Ấy chính là thuộc về loại chấp kim can thần. Xin xem trường hàng chấp kim can thần. Xem từ câu thứ 6: Khải lạc quang minh chấp kim can thần, đắc phổ khai thị nhất thiết Phật pháp sai biệt môn, hàm tận vô di giải thoát môn. Vì hộ pháp này là trợ Phật hoằng pháp lợi sanh. Dùng thân phận hộ pháp, kim cụ hoằng pháp, như một số
cư sĩ đại đức, không những hộ trì Phật pháp mà còn gánh vác lên trách nhiệm hoằng pháp. Người như thế, thời Đức Thế Tôn còn tại thế, cư sĩ Duy Ma chính là đại biểu tốt nhất. Mọi người thời cận đại đã biết, ở Trung Hoa Đại Lục như cư sĩ Mai Quang Hy, cư sĩ Hạ Liên Cư, cư sĩ Đường Đại Viên, cư sĩ Giang Dị Nông đều là thân kim hoằng hộ, không chỉ hộ pháp mà còn giảng kinh dạy học. Cận đại có lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam mà tôi thân cận ở Đài Loan, đều là loại thân phận này. Đức hiệu của họ là Khả Ái Lạc Quang Minh. Khả Ái Lạc là phước đức, Quang Minh là trí tuệ. Quả thật có đủ phước tuệ. Cả đời lấy hoằng hộ chánh pháp làm mục tiêu, bồi dưỡng người kế khởi Phật pháp làm nhiệm vụ của mình, khó được vô cùng. Phật pháp có thể không suy, có thể thường trụ thế gian mà không đến nỗi đoạn tuyệt. Nói thực tại, đắc lực ở sự hoằng hộ của các vị đại đức này. Pháp môn mà Ngài đắc là khai thị nhất thiết Phật pháp sai biệt môn. Chúng ta biết Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó tại thế giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, đối mặt với quảng đại quần chúng, đến từ các quốc gia khu vực khác nhau, các tộc quần khác nhau, các ngành nghề khác nhau, các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Phật tiếp xúc những đại chúng này, hết thảy là ứng cư thuyết pháp. Phật pháp tự nhiên là hiển thị ra sự thâm áo vô biên. Cho dù là nói cạn cũng có nghĩa sâu ở trong đó. Có thể ở Phật pháp cạn rõ thể hội được nghĩa sâu thì bạn mới mở trí tuệ thật sự, pháp hỷ sung mãn đích thực. Chúng ta thường nói khai ngộ rồi. Pháp môn không thể không có sai biệt, về tướng có sai biệt,
về tác dụng có sai biệt, nhưng lý không có sai biệt. Cho nên pháp môn vô lượng vô biên. Thanh Lương đại sư nói bàn tiết sai biệt, giống như cội cây già vậy. Cành lá đang xen, hết sức tùm. Cần phải có chân trí tuệ thật sự thông suốt, bạn mới có phương tiện thiện xảo, bạn mới có thể khiến chúng sanh giác ngộ ngay trong khai diễn. Nửa câu sau nói rằng hàm tận vô di. Bốn chữ hàm tận vô di nói chuyện gì vậy? Nói ngộ nhập rốt ráo triệt để. Bất kỳ pháp nào, bất kỳ môn nào cũng là giải thoát môn hết. Nếu không thể làm được hàm tận vô di thì bạn không đạt được giải thoát môn. Từ trong đó thì hiện rõ ràng cho chúng ta thấy pháp môn bình đẳng, vô hữu cao hạ. Vì vậy, bất luận tu học pháp môn nào, đối với bất cứ những pháp môn khác đều phải cung kính tán thán cúng dường. Vậy mới như pháp. Chắc chắn không nên xem trọng pháp môn của mình mà coi thường các pháp môn khác. Ấy là bạn sai rồi. Nói thực tại thì coi thường những pháp môn khác là coi thường pháp môn tu học của mình. Tại sao? Tự tha bất nhị. Phật pháp đến cuối cùng dạy chúng ta nhập pháp môn bất nhị, bạn vẫn tự tán hủy tha. Sao bạn có thể nhập pháp môn bất nhị? Thế nào gọi là môn bất nhị? Minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thì chẳng hai. Hai là chưa kiến tánh. Hay nói cách khác, hai là chưa ra khỏi mười pháp giới. Nếu có phân biệt chấp trước nghiêm trọng thì bạn chắc chắn không thể nào ra khỏi lục đạo luân hồi. Bạn không ra khỏi tam giới lục đạo. Không những không ra khỏi tam giới lục đạo, không ra khỏi dục giới. Ra khỏi dục giới là sắc giới. Sắc giới phân biệt chấp trước rất mỏng nhạt. Người cõi trời sát giới, Phật ở trong kinh luận nói với chúng ta rất nhiều. Sân khỏe đè nén rồi, kiêu mạn đè nén rồi. Hai loại phiền não này không khởi hiện hành trong cõi trời sát giới. Cho nên tướng của người cõi trời sát giới vô cùng giống với Bồ Tát. Đều là tướng của từ bi, tướng của hòa ái. Sân khỏe kiêu mạn tật độ chưa buông xuống thì khẳng định là dục giới.
tu tốt đi nữa vẫn hưởng một chút phước báo trong dục giới mà thôi. Đồng học học Phật không thể không biết. Vì vậy, đối với Phật Pháp Đại Tiểu Thừa, tông môn giáo hạ hiển giáo mật giáo tôn trọng bình đẳng, lễ kính tán thán, cúng dường bình đẳng, vậy mới đúng. Trong xã hội bây giờ, sự tự tán hủy tha quá nhiều quá nhiều. Chúng ta nên làm thị hiện như thế nào? Tôi ở Úc Châu lập một Tịnh Tông học viện, bây giờ còn chưa khai học. Đạo tràng của chúng tôi còn có công trình xây sửa, nhà cũ phải chỉnh tu mới lại, đại khai đến tháng 4 sang năm công trình mới có thể hoàn công. Chúng tôi mở lớp chính thức nhanh nhất cũng là nửa năm sau của sang năm. Nội dung mà chúng tôi dạy học tuyệt không giới hạn Tịnh Độ Tông. Như thế tâm lượng của chúng tôi quá nhỏ, cho nên hy vọng học viện có thể thiết lập 10 học hệ, mỗi tông là một học hệ. Ở Trung Hoa 8 tông Đại Thừa, 2 tông Tiểu Thừa. Hai tông Tiểu Thừa chúng tôi hợp nó thành một học hệ A Hàm. Chính học hệ này, học hệ khác là học hệ quản lý đạo tràng, đây chính là bồi dưỡng nhân tài hộ pháp, tương lai đảm nhiệm chấp sự của đạo tràng, quản lý đạo tràng, làm chủ tịch quản gia của đạo tràng. Đấy là đối đãi bình đẳng với các tông phái Phật Pháp khác nhau. Hy vọng toàn bộ Phật Pháp mình phải làm lục hòa kính được trước, sau đó để mở rộng lục hòa kính. Chúng ta tôn trọng tất cả các tôn giáo trên thế giới, tất cả các tộc quần khác nhau, tất cả nhân loại khác nhau. Chúng ta nhất định kính noi lời dạy của Phật Đà, đối đãi bình đẳng, chung sống hòa một với tất cả chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Tuyệt đối không có cống cao ngã mạn, tuyệt đối không có tự tán hủy tha. Nếu không thì kinh giáo của chúng ta học suông, kinh này niệm đi về đâu? Pháp môn sai biệt vô lượng vô biên, chúng ta biết về tướng có sai biệt, về tánh không có sai biệt, về sự có sai biệt, về lý không có sai biệt. Quả thật là có thể sống chung hòa mục, có thể hỗ trợ hợp tác. Sự tướng khác nhau là tiếp dẫn chúng sanh khác nhau. Phải biết quy nguyên vô nhị lộ,
phương tiện hữu đa môn. Hiểu được hai câu này, chung sống với tất cả chúng sanh đương nhiên đều đại hoan hỷ. Chúng sanh chính pháp giới đều là người một nhà. Mời xem câu thứ bảy. Đại thọ lôi âm chấp kim cang thần, đắc dĩ khả ái lạc tra nghiêm cụ, nhiếp nhất thiết thọ thần giải thoát môn. Đại thọ lôi âm chấp kim cang thần, từ tướng mà giảng, đó là một vị thọ thần. Thọ thần phát tâm hộ pháp, đó không phải là thọ thần thông thường. Đại thọ có thể thấy thọ thần tu hành rất lâu rồi. Thọ thần đã chứng đắc Phật quả vô thượng. Chúng ta sao có thể xem thường thọ thần? Chuyện này là thật chứ không phải giả đâu. Trong những năm này chúng tôi từng gặp được, chúng tôi từng gặp qua sơn thần, có thọ thần, có hoa thần, có thảo mộc thần, có thủy thần. Thủy thần là Long Dương. Các vị ấy cũng đều đang nghe kinh, cũng đều đang niệm Phật. Đại đa số đều tu pháp môn niệm Phật, đều biết cầu sanh tịnh độ. Giả lại những thần linh này tinh tấn hơn người thế gian hiện đại. Trong con mắt của họ thấy người thế gian hiện đại vô cùng cảm thán. Trong lục đạo luận về tu hành thì nếu người thuận tiện nhất. Vô cùng đáng tiếc là người thế gian bây giờ không tin tưởng Phật pháp, không tin tưởng nhân quả, cả gan làm bậy, tạo 10 ác nghiệp, không bằng những thần linh này. Khổ nạn mà thần linh chịu nhiều lắm. Các vị ấy giác ngộ rồi, các vị ấy quay đầu. Thọ thần, ngài dạy dỗ các thọ thần độ chúng sanh thuộc loài này, ấy chính là Quan Âm Bồ Tát nói kẻ nên dùng thân thọ thần mà đắc độ, thì Phật Bồ Tát hiện thân thọ thần để độ họ. Về lý nói thông lắm. Trong kinh quả thật là nói với chúng ta như vậy. Từ nghĩa thú biểu pháp mà nói thì ý nghĩa càng sâu rộng hơn. Thọ là biểu cho kiến thọ. Thế gian của chúng ta bây giờ nói là kiến thọ. Nói là thiết lập, thọ lập đều là cùng một nghĩa.
Hay nói cách khác, ở trong xã hội này, chúng ta làm bất kỳ sự nghiệp gì, ngành nghề gì, đều là kiến thọ. Nhưng hết thảy mọi sự thi thiết hiện nay đều là thuộc về sự nghiệp mưu lợi. Thọ lập để thỏa mãn ngũ dục lục trần cá nhân, đó không phải là Phật pháp. Kiến thọ của Phật pháp là phải thỏa mãn một chuyện của chúng sanh, chính pháp giới thôi, phá mê khai ngộ. Đây là thọ lập trong Phật pháp. Chúng sanh chính pháp giới vô lượng vô biên, kiến lập một vài sự nghiệp cũng là vô lượng vô biên. Về sự tướng thì thiên sai vạn biệt, nhưng có một mục đích, một phương hướng, hết thảy là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Vậy mới là đúng. Đây là điều chúng ta phải học tập. Lại xem câu thứ 8. Sư tử dương quang minh chấp kim cang thần, đắc Như Lai quảng đại phước, trang nghiêm tụ, dài cụ túc minh liễu giải thoát môn. Thanh Lương đại sư ở trong chú giải hay lắm. Nhân thâm của đại phước di năng nghiêm, năng trang nghiêm, quả thắng của đức tướng giải minh túc. Minh là minh hiển, túc có nghĩa là viên mãn, không có thiếu sót. Vị thần hộ pháp này dạy chúng ta trồng thiện nhân được thiện quả. Ngài vì chúng ta làm mẫu mực, vì chúng ta làm tấm gương. Chúng ta học Phật nhất định phải nghe lời của Phật Bồ Tát, nhất định có tín tâm với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát trí tuệ phước đức viên mãn, chúng sanh của chính pháp giới không thể sánh bằng. Nếu không tin tưởng Phật Bồ Tát, tin tưởng chúng sanh của chính pháp giới, Thượng Đế cũng tốt, Thần Minh cũng tốt, người tu hành đắc đạo cũng tốt, tóm lại không bằng Phật Bồ Tát. Về chuyện này, Thiện Đạo Đại Sư Triều Đường vì chúng ta nói vô cùng rõ ràng, phân tích vô cùng minh bạch. Ở trong chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, một đoạn của chương Thượng Phẩm Thượng Sanh trong bộ kinh này, chúng tôi đặc biệt nêu nói ra. Quán Vô Lượng Thọ Phật kinh Sang Ping Sang Sinh Trang, chúng tôi có đĩa lưu thông.
Thiện Đạo Đại Sư ở chỗ này dẫn kinh cứ điển. Tán thán lời Đức Phật dạy. Phật là dạy chúng ta như thế nào? Chúng ta nên học tập thế này, trong cả đời này mới có thể viên mãn thành tựu, chứng đắc trí tuệ viên mãn, phước đức viên mãn. Phước đức này bao gồm đức năng và tướng hảo của bạn. Khó ở đâu? Khó ở chúng sanh không thể tin tưởng. Vậy mới hiểu được tin Phật là chuyện không dễ dàng. Ngàn vạn đừng cho rằng chúng ta bây giờ đã tin Phật rồi, rất khó nói. Nếu bây giờ có một cơ hội, bây giờ bạn ra ngoài có thể kiếm 1 triệu đô la Mỹ, bạn nghĩ xem, bạn là nghe kinh hay là đi kiếm tiền? Nếu tâm bạn động rồi, liền đi kiếm tiền ngay. Buổi giảng kinh này có thể không cần nghe nữa. Bạn không tin Phật. Kiểm tra là biết mình là thật hay là giả. Thật sự học Phật thì buổi dạy của tôi quan trọng. Bố thí bằng 7 báo đại thiên thế giới đều không thể sánh bằng công đức của 4 câu kệ này. Ta học Phật quan trọng, ta nghe kinh niệm Phật quan trọng. 7 báo đại thiên thế giới kể làm gì? Điều này để nhìn xem bạn là chân tín hay là giả tín. Không phải chuyện dễ dàng. Chính chúng ta đều rất khó đảm bảo tín tâm tin Phật của chúng ta là đến mức độ nào. Mặc dù đều là có tín, nhưng mức độ tín tâm khác nhau. Có người tín tâm là 100%, đó là Pháp Thân Bồ Tát. Có người tín tâm là 90%. Tín tâm của chúng ta đại khái 10% đều không được, hết sức dễ dàng lung lay. Tài sắc danh thực thụy bên ngoài vừa cám dỗ thì tín tâm không có, đạo tâm như sương mai, cho nên rất khó thành tựu. Nếu chúng ta có thể có đủ tín tâm bằng 50%, thì không quá dễ dàng chịu cám dỗ. Hơn 50% thì tín tâm của bạn định rồi. Ở trong Phật Pháp nói bạn đắc tam muội. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật, đắc niệm Phật tam muội. Nếu tu pháp môn Hoa Nghiêm thì đắc Hoa Nghiêm tam muội. Gọi là tam muội là không chịu cám dỗ của cảnh giới bên ngoài nữa, không chịu ảnh hưởng của cảnh giới bên ngoài nữa. Vị chấp kim cang thần này là thật sự thấy rõ đạo lý của nhân quả báo ứng, thâm tín nhân quả trong tịnh nghiệp tam phước. Ngài đề xướng giáo học này.
Vị thứ chín, mật diệm các tường mục chấp kim can thần, đắc phổ quán sát hiểm ác chúng sanh tâm, di hiện oai nghiêm thân giải thoát muôn. Chúng ta nhìn thấy vị thần kim cang này phần trước đều là rất từ thiện, đều là đáng ưa thích. Nếu gặp phải chúng sanh lòng dạ hiểm ác thì trong tâm họ lo toan muốn đến phá hoại Phật Pháp, người hộ Pháp khi ấy phải làm sao? Cần sử dụng oai nghiêm. Mặt mũi của thần hộ Pháp thay đổi rất lớn. Tâm bạn hành thiện lương thì Ngài tỏ ra còn thiện lương hơn bạn. Bạn phải khởi tâm phục khẩu phục với Ngài, lấy Ngài làm lão sư, lấy Ngài làm tấm gương, học tập theo Ngài. Nếu lòng dạ bạn hiểm ác thì tướng hiện của Ngài còn ác hơn bạn, còn hung hơn bạn, đáng sợ hơn bạn. Bạn không thể không phục Ngài. Thân hộ Pháp nhất định phải biết dùng cả ân lẫn uy. Trong cảnh giới nào dùng từ bi, dùng ân huệ để giúp thọ chúng sanh, trong cảnh giới nào dùng oai nghiêm kim cang trừng mắt. Quý vị xem, trong chùa thông thường hễ vào sơn môn, các vị nhìn thấy tứ đại thiên vương, cũng có người xưng là tứ đại kim cang. Tứ đại thiên vương là hiện thân phận thần kim cang. Đều là thuộc về chấp kim cang thần. Ngài hiện thân này, Ngài là thân phận thiên vương, thì như vị thế gian chủ mà phần trước nói, Diệu Tý thiên chủ. Tứ thiên vương là thiên chủ, lấy thân phận chấp kim cang thần hộ pháp ở trong Phật môn, tướng mạo vô cùng nghiêm túc. Tại sao? Vì đối với kẻ ác, Thanh Lương đại sư ở trong chú giải nói với chúng ta: ác dị thập ác, kẻ tạo ngũ nghịch thập ác nghiệp, hiểm giả ác chi nhân giả, năng hãm tự tha, cập hiểm đạo cố. Hiểm là nhân của ác. Kim cang thần phổ quán sát hiểm ác chúng sanh tâm, thấy người xem họ khởi tâm động niệm, chúng ta nói trong lòng chứa gian, hiểm là gian hiểm. Trong lòng lo toan tổn hại người khác, lợi ích chính mình, đó là lòng dạ hiểm ác.
Thanh Lương Đại Sư nói hay lắm, đó chính là nhân của ác. Tại sao người tạo 10 ác nghiệp? Tại sao tạo ngũ nghiệp? Chúng ta thường nói là tâm thuật bất chánh. Tâm bất chánh chính là hiểm, gian hiểm, tự tư tự lợi nặng, khởi tâm động niệm tổn người lợi mình. Họ không hiểu được chân tướng sự thật. Tổn người chắc chắn hại mình, hại người hại mình. Sao mới là lợi mình? Lợi người mới là lợi mình thật sự. Trong xã hội bây giờ loại người này đông. Chúng ta phải học thần Kim Cang, giáo hóa chúng sanh lòng dạ hiểm ác thế nào. Đương nhiên chúng ta không thể dùng oai nghiêm như thể thần Kim Cang đâu. Chúng ta cần có phương tiện thiện xảo, làm ra cho họ thấy bạn có lòng tổn người lợi mình ở mọi nơi. Tôi cứ luôn luôn giữ lòng tổn mình lợi người. Tôi làm tương phản với bạn. Qua mấy năm bạn lại nhìn xem kết quả của chúng ta. Tôi tổn mình lợi người. Phước báo ngày càng lớn. Làm việc ngày càng thuận lợi hơn. Duyên người ngày càng tốt hơn. Nhìn về quả đấy, để họ xem 5 năm, để họ xem 10 năm thì họ giác ngộ. Điều họ mong muốn, muốn thỏa mãn dục vọng của họ, họ chưa hẳn có thể thấu suốt. Chúng ta không cầu một điều gì cả, trong lòng của họ mong muốn gì chúng ta đều có viên mãn. Chúng ta phải hiện thân thuyết pháp, nói với họ chân tướng sự thật này, để họ giác ngộ, để họ quay đầu, vậy mới là đúng. Những vị thần hộ pháp chấp Kim Cang này, đó là đối với kẻ rắp tâm muốn phá hoại Phật pháp, chướng ngại Phật pháp. Bồ Tát không thể không dùng cách thức này. Phải biết loại tội nghiệp mà Ngài tạo chính là quả báo mà Thanh Lương Đại Sư đã nói: năng hãm tự tha. Tương lai chính mình sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Người mà bạn đã hại, chuyện hại này, lòng sân hận, cá nhân sanh khởi lên, ý nghĩ trả thù sanh khởi lên, họ cũng sẽ đọa. Tự tha hết thảy đều đọa. Hiểm đạo là ba đường ác. Chính mình đọa đường ác, vẫn cần đem người khác đưa ra khỏi đường ác. Đại đa số quả thật là kết quả này. Chỉ có người có đạo hạnh thật sự,
thật sự là người hành đạo. Họ chính là chịu thiệt chịu thòi. Họ tâm bình khí hòa, không có ý nghĩ trả thù, không có một chút ý nghĩ sân khỏe. Bạn đọa tôi không đọa. Bạn tạo tội nghiệp, tôi không đọa lạc với bạn. Đó là phải có trí tuệ. Thông thường chúng ta nói tin Phật, mức độ tin Phật không đến. Trí tuệ không đủ. Tóm lại không tránh khỏi chịu ảnh hưởng hoàn cảnh. Người ta tán thán bạn, bạn sẽ hoan hỷ, bạn sẽ rất cao hứng. Hủy báng bạn, sỉ nhục bạn, hãm hại bạn, bạn sẽ tức giận. Trong lòng bạn sẽ khó chịu. Khi ấy thì xem công phu tu hành chân chánh của bạn có đắc lực không? Công phu chân đắc lực thì ý nghĩ này mới khởi, đã lập tức giác ngộ. Chính ta sai rồi. Tuyệt không trách người khác. Mạnh Phu Tử đã nói là phản cầu chư kỷ. Ta bị lung lay bởi họ. Họ không có lỗi mà chính ta có lỗi. Vì sao? Chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát ở trong thuận cảnh hay nghịch cảnh đều không bị lung lay. Vì sao ta bị động bởi cảnh giới? Chư Phật Bồ Tát, chư Đại Thanh Văn trong hoàn cảnh nhân sự thiện duyên hay ác duyên đều có thể giữ được thanh tịnh bình đẳng giác. Tại sao chúng ta giữ không nổi? Người gặp phải những cảnh giới này có thể nghĩ như vậy thì sẽ quay đầu. Có thể nghĩ như vậy thì tín tâm của họ có thể tới 50 phần. Tin thật lời dạy của Phật. Vì sao không thể đạt 60 phần? Đạt 60 phần thì ý nghĩa này không có nữa. Thuận cảnh, nghịch cảnh, hiện duyên, ác duyên, quả thật không động tâm, tuyệt đối sẽ không có khởi tâm động niệm, sẽ không có phân biệt chấp trước, không có nữa. Khi 50 phần là còn có, giác ngộ nhanh lắm. Tuy có, nhưng thời gian rất ngắn. Chúng ta ngày nay nói thời gian mấy phút đồng hồ thì dẹp yên rồi. Nếu được mấy tiếng, mấy ngày mới dẹp yên thì nói với các vị, tâm của bạn có thể chỉ đạt 40 phần. Đạt 50 phần trở lên thì mấy phút là dẹp yên rồi. Khi 60 phần thì không có ý nghĩ. Thật sự được thanh tịnh bình đẳng giác.
Mật diệm các tường mục có lời dạy với chúng ta rất hay. Chúng sanh hiểm ác xung quanh chúng ta rất nhiều, biết nên làm sao để đối đãi. Đặc biệt là thân phận của hộ pháp, bạn nên làm sao để giúp đỡ người tu hành, làm sao bảo hộ người tu hành, thì nhất định bạn phải hiện thân oai nghiêm để ngăn cản. Xin xem vị cuối cùng, Liên Hoa Ma Ni Kế, chấp kim can thần đắc phổ vũ nhất thiết Bồ Tát trang nghiêm cụ, Ma Ni Kế giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư trong chú giải bảo chúng ta, nhược dĩ hiện văn, đó là xem từ kinh văn. Mani ký thị sở dụ, đó là trang sức dùng, trang sức trên đầu. Chúng ta bây giờ nói chung là chiếc mũ. Bồ Tát có đội mũ, chúng ta gọi chung là mũ trời. Mũ này được tạo bằng liên hoa mani, kỹ người xưa tóc thắt búi ở đỉnh đầu. Dùng trang sức nẹp búi tóc lại, điều này chúng ta thường hay nhìn thấy ở trong kịch vũ đài. Quá nữa là người nào? Đồng tử. Đều là dùng búi tóc. Liên hoa là biểu thanh tịnh vô nhiễm. Mani là như ý tự tại. Lấy biểu pháp này, vị chấp kim can thần này, ngài nhất định là xuất hiện bằng thân đồng tử. Như hiện tại đồng tử bên cạnh Quán Thế Âm Bồ Tát, trong thiên thần rất nhiều người biết đến Thái tử Na Tra. Mũ trời mà các vị ấy đội chính là thuộc về loại này. Song nó không phải liên hoa ma ni kế. Liên hoa ma ni kế ấy là thù thắng khôn sánh. Pháp môn mà ngài đã tu học là phổ vũ nhất thiết Bồ Tát trang nghiêm cụ. Phổ là phổ biến, vũ nói theo lời hiện nay là bố thí cúng dường.
Bố thí cúng dường trang nghiêm cho tất cả Bồ Tát. Trong đồ trang nghiêm đặc biệt chỉ Ma Ni Kế. Thanh Lương Đại Sư nói, Ma Ni Kế là thứ được thần rải xuống, chính là nói được ngài dùng để bố thí, dùng để cúng dường. Nhất thiết Bồ Tát trang nghiêm cụ, nói thực tại cảnh giới này vô cùng rộng lớn. Sự tướng vô lượng vô biên, chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Ngài thêm vào Ma Ni Kế này chính là biểu cho trí tuệ tối cao, vì kế là ở trên đỉnh đầu, là đại biểu cho tối cao. Tự tại viên mãn tối cao. Ma Ni là Như Ý Châu, Bảo Châu. Cho nên ý nghĩa biểu pháp bên trong nó rất sâu. Chúng ta nhất định có thể hiểu được. Hình tượng của Bồ Tát, chúng ta có thể khẳng định là thân đồng tử. Hộ pháp quan trọng nhất là bố thí cúng dường. Nếu không thể bố thí cúng dường thì sao bạn có thể hộ pháp? Sao có thể thành tựu Phật sự? Trong bố thí cúng dường thân phận đồng tử, đặc biệt khiến người cảm thấy thân thiết đáng yêu. Thứ được ngài bố thí cúng dường vô lượng vô biên, vô lượng vô biên về sự tướng. Nhất nhất cúng thí đều là đại biểu cho trí tuệ cao độ, đều đại biểu cho tự tại như ý. Thì chúng ta nghĩ xem ngài cúng dường thứ gì vậy? Nói chung tóm lại không nằm ngoài hai thí là tài và pháp. Trong tài có pháp, pháp chẳng lìa tài. Pháp là quang minh, là trí tuệ. Tài là phước đức. Do đó có thể biết sự hỗ trì của Liên Hoa Bồ Tát là đem trí tuệ phước đức rốt ráo viên mãn, phổ thí bình đẳng cho tất cả chúng sanh. Đó là nói một cương lĩnh, nói một nguyên tắc. Về sự tướng không cục hạn. Vì sao? Nhân thời
nhân xứ, nhân người có chỗ khác nhau. Nguyên tắc của bố thí cúng dường nhất định phải xem nhu cầu của họ, chắc chắn sẽ không tăng trưởng tham sân si của họ. Nếu bố thí cúng dường nhiều là tăng trưởng tham sân si mạng của đối phương, ấy là ma chứ không phải Phật. Bố thí cúng dường của Phật là khiến người tiếp nhận cúng dường khai trí tuệ, thành tựu phước đức. Chúng ta phải học tập ở chỗ này. Nếu hiệu quả mà chúng ta bố thí cúng dường trùng hợp tương phản, tăng trưởng tham sân si mạng của họ, tăng trưởng sự tham mà không chán của họ, thì chúng ta sai rồi. Chúng ta cúng họ đưa vào địa ngục rồi, chính chúng ta cũng đọa lạc theo luôn. Bố thí cúng dường nhất định là theo nhu cầu cấp bách trước mắt của họ. Sự cúng dường của chúng ta nhất định là có chừng mực, không quá phần, cũng không thể không làm. Như Đông Phương Thiên Dương trên tay cầm cái đàn tỳ bà vậy, điệu dây phải căng đúng chỗ hay thì âm sắc tuyệt vời. Lỏng không được vì nó không gian, căng chặt thì nó đứt mất. Hộ trì Phật Pháp, bố thí trí tuệ, bố thí phước đức phải đúng chỗ mới là hộ trì chân thật. Thôi, hôm nay hết thời gian rồi, giảng đến đây vậy.